Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Mình là Thành, mình là admin của Điện Việt Nam đây. Và hôm nay thì mình tiếp tục gửi tới giới thiệu với các bạn bộ đo điện trở một chiều của China, Transformer DC Resistance Tester. Đấy, như anh em này thấy đây, mình đang mở hộp cho anh em xem đây. Kênh YouTube của Điện Việt Nam là kênh YouTube mà chuyên chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, những bài học quý báu xoay quanh chủ đề về điện duy nhất và free tại Việt Nam. Anh em cảm thấy yêu mến kênh YouTube của Điện Việt Nam thì đừng quên là like, share video và nhớ đăng ký kênh, ấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và sớm nhất từ Điện Việt Nam. Còn bây giờ thì mời anh em theo dõi video nhé. Video này thì trên tinh thần đó là mình quay, giới thiệu và chia sẻ với anh em về cái thiết bị này, để khi mà anh em ra ngoài công trường, anh em gặp cái thiết bị này, anh em biết rằng là thiết bị này là thiết bị gì, công dụng của nó làm sao. Thì con này ấy, của nó là thiết bị dùng để đo điện trở một chiều cuộn dây, cụ thể là điện trở một chiều, có thể như là điện trở được chiều của máy biến áp này, TU, TI này, những cái thiết bị nào có cuộn dây thì nó vẫn đo được. Còn bây giờ thì mời anh em theo dõi video. Không có cổng kết nối máy tính nữa hay nè. Từ kết nối phần mềm nè.